Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt ở thành phố Hải Dương để dẫn quý vị vào thăm vườn cây cực kỳ đẳng cấp. Vườn cây này có thể nói là một cái vườn cây đa dạng các chủng loại và đẳng cấp như nào thì quý vị sẽ được biết đến trong ít phút nữa. Và trước mắt quý vị là tư gia vườn của anh Quảng Cơm Chay quý vị nhé. Anh Quảng là một trong 5 anh em chơi cây nổi tiếng ở Hải Dương. Quý vị hãy vào vườn để chiêm ngưỡng những tác phẩm quý. Anh Quảng có cái nhà hàng Cơm Chay quý vị ạ. Quý vị chiêm ngưỡng một chút cái không gian nhà hàng Cơm Chay của anh. Đây là một cái vườn cây của anh, một cái sân sau quý vị nhé. Nhưng mà trên gác thì mới nhiều cây đẳng cấp. Bonsai Đức Huy chia sẻ cái không gian cho quý vị một chút. Và cái dàn cây ở trên gác thì anh còn đặt cho cái vườn cây này giấc mộng bonsai. Thì mới thấy là cái đam mê và cái nhiệt huyết trong cây cảnh của anh như thế nào. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đã lên đến trên gác để chiêm ngưỡng một cái vườn cây quý. Một cái vườn cây đã chia sẻ với quý vị là cái vườn cây có tên là cái giấc mộng bonsai của anh Quảng quý vị nhé. Anh Quảng là một trong 5 anh em chơi cây nổi tiếng ở Hải Dương. Chú Lộc, rồi anh Mai, anh Khanh, anh Quảng. Còn là Bonsai Đức Huy không nhớ hết được. Nhưng mà chia sẻ cho quý vị cứ ngắm cái quang cảnh. Xong sẽ đi chi tiết cho quý vị ngắm một cái vườn cây VIP ở thành phố Hải Dương. Một cái vườn anh có đặt tên là vườn giấc mộng bonsai. Cái vườn này đặc biệt ấn tượng bởi những cái cây tùng, cây mai. Đặc biệt là quý. Thì quý như nào quý vị sẽ được chiêm ngưỡng. Quý vị ở những cây tùng này. Những cây tùng hiếm có. Các anh ấy chơi chọn lựa những tác phẩm cực kỳ là tinh tế. Và toàn chơi những cái cây đặc cấp luôn. Những cái tùng này thì không nói quý vị, không chia sẻ quý vị cũng đã hiểu. Những cái cây cực kỳ hiếm mà tùng ta hết quý vị nhé. Tiếp theo quý vị này, quý vị chiêm ngưỡng được cái cây tùng nó quý như nào. Đường chuyển của thân thì cực kỳ mềm mại, rất nhiều cái nét khó và bóng tàn được quý vị cảm nhận đẹp và hút hồn. Đây, quý vị đến gần với chào hai anh trong một gia đình. Chào em. Anh ơi, em chào anh Mai với anh Khanh nhé. Chào. Chào em. Vâng. Thì hôm nay em và Bonsai Đức Huy đến thăm các anh. Thì anh Quảng cũng bận một chút công việc. Thì anh em chúng tôi đang chiêm ngưỡng một cái vườn cây của anh Quảng. Một cây mai. Quý vị, cây mai chú Thủy mà có cái đường thân mà như thế này thì quý vị có thấy hiếm không? Cái mai quá là xuất sắc luôn, giả thế nhỉ? Ui giả thế. Ở
mở đường thân khó nhỉ? Thân khó. Thân khó mà nghệ thuật. Đây, quý vị nhìn thấy mọi góc cạnh. Sau nó trông nó. Ui giời, quý vị nhìn đây này. Quả thật là khủng khiếp. Hẹn mùa hoa thì thôi. Vâng. Tháng tư này. Tháng tư mùa hoa này. Tháng tư này mà đúng với mùa hoa nhỉ? Chia sẻ cho quý vị thì quý vị xem thì mãn nhãn luôn. Dấu ấn, đây có thể là dấu ấn. Mà cái đường thân đấy, thân cây mai mà đường thân méo hết anh nhỉ? Méo hết. Đây. Vặn. Thân nó vặn vẹo và méo mó mà u sụn. Tay đang về. Khiếp thật. Đấy. Tay nó về. Mai này thì cũng là hiếm có. Hiếm có, khó tìm được. Cũng có thuộc hàng độc lạ. Đây quý vị chiêm ngưỡng này còn rất nhiều này. Và cây tùng, quý vị chiêm ngưỡng cây tùng nữa này. Toàn những cái tác phẩm như thế này mà quý vị. Chúng tôi cô gái đứng gọi là chải tóc. Như những giải lụa nhỉ, anh nhỉ? Như những giải lụa. Đây là cái vườn cây cực kỳ VIP tại thành phố Hải Dương. Mà cái vườn cây này thì rất ít quý vị biết. Bởi vì rất ít người chia sẻ. Và các anh chủ yếu là các anh chơi để chơi cho mình. Các anh hưởng thụ đấy, chứ không mang tính thương mại. Mà quý vị hãy đến một cái cây tùng trước mắt quý vị. Cũng là một cây tùng đặc biệt quý hiếm ở trong vườn của anh Quảng. Cái thân này này, xoắn. Đẹp thế nhỉ. Mà quý vị nào chơi tùng thì quý vị mới hiểu là những cây tùng giá trị như nào. Đây quý vị nhìn cái đường xoắn của cây tùng. Tự nhiên ai làm cũng như dồn ép quá. Quan mình. Đấy, cái đường xoắn nha quý vị nha. Cây tùng mà có cái đường xoắn như này. Giàn tàn thì quý vị cảm nhận được. Quá đẳng cấp, quá đẹp đấy. Và quý vị chiêm ngưỡng tiếp theo một cây mai chú thủy nữa. Ừ, đấy cũng là cây khủng đấy. Giảm lắm. Đi sang đô giảm. Cái đường tay xuống một kỳ nữa. Vườn anh thì rất ít xanh si và chủ yếu là những cây tùng. Xanh si có nhưng mà ít, và những cây tùng với cây mai rất rất là quý. Đây một tác phẩm mai trước mắt quý vị được như cảm nhận. Và để mà nói nghệ thuật thì quý vị hãy đến với tác phẩm này. Đây là một cái tác phẩm cực kỳ nghệ thuật. Một cái tùng. Cái tùng này nghệ thuật lắm quý vị. Cái tùng này nhỏ thôi nhưng mà rất nghệ thuật.
và quý vị chiêm ngưỡng một cây mẫu đơn này quý vị này. Có duy nhất một cây xanh quê cổ, ngồi đá thả nước này. Và quý vị hãy chiêm ngưỡng một cây nguyệt quế quý vị nhé. Nguyệt quế thì chắc hẳn là sẽ, quý vị sẽ quá bất ngờ. Một cây nguyệt quế này thì quý và đẹp thế nào quý vị cảm nhận. Ui anh ơi, cây nguyệt quế phải nói là lão cực đẹp, quê Giang Lão. Và sao Đức Huy không biết tả thế nào để nói hết cái tác phẩm nghệ thuật à? Cây nguyệt này có hiếm có, khó tìm không thì quý vị yêu cây cả nước chắc hẳn sẽ cảm nhận được. Hiếm có đấy. Cái này thì không phải tả rồi quý vị ạ. Và nó đẳng cấp như nào thì quý vị cảm nhận được. Thật sự là một cây nguyệt quế rất rất đẳng cấp. Nếu để mà làm được cây nguyệt quế này thì không đơn giản một chút nào. Và để sở hữu thì lại càng khó. Quý vị không nhìn thấy nhiều ở các nhà vườn hay các cuộc triển lãm có những cây nguyệt quế giá trị như này. Xuất sắc, xuất sắc. Và cực kỳ đẳng cấp. Đó là những tác phẩm tại vườn của anh Quảng. Quý vị nhìn cái cách bài trí này, thưa thoáng mạch lạc mà không bị dày quá, cây nọ cây kia thưa thoáng. Và quý vị đến với rất nhiều cây tùng nữa, quý vị chiêm ngưỡng từ từ nhé. Quý vị hãy cảm nhận một cái thân cây tùng có cái đường xoắn như này, và thân thì bị dẹt hết rồi. Một cái vườn cây anh cũng ấp ủ rất là lâu và lấy tên là Giấc Mộng Bonsai. Và quý vị cảm nhận được đẳng cấp như nào. Mời quý vị đến với một tác phẩm tùng nữa. Quá khủng khiếp quý vị. Cây tùng như thế này hiện nay ở Việt Nam cũng đếm trên đầu ngón tay. Nếu để những cây tùng của Việt Nam. Còn cái hàng nhập khẩu thì Bonsai Đức Huy không nói đến. Những cái hàng cây của Việt Nam thì những cây tùng như thế này chắc hẳn như là cũng là những cây tốt. Cây đường thân đến chi cảnh và bộ tàn và cái thân phát như này thì thử hỏi xem thị trường chúng ta có được bao nhiêu cây. Quý vị nhìn thấy không? Ngắm thực tế thì còn càng mãn nhãn hơn.
mà Sa Đéc Huy đang uống một cái luồng liều thuốc bổ, một liều thuốc tinh thần cực kỳ bổ dưỡng. Và chia sẻ cho quý vị những cái thước phim chất lượng này thì là một điều hạnh phúc vô cùng quý vị ạ. Đấy và những cây mai quý vị này, mai đẳng cấp và đẹp như này, đường thân thì quý vị cảm nhận được cái u sụn tự nhiên trong thân, và giâm cảnh thì quý vị cảm nhận được hoàn thiện không biết từ bao giờ này. Và mùa hoa thì quý vị cảm nhận được cái vườn này mà mai chú Thủy thì quý vị xem thì quý vị sẽ ngất luôn. Và những cái dàn mai, cây mai quý này thì khi mà nở hoa, hoa mai, hoa nguyệt thì nó đẹp vô cùng. Một cây nguyệt thác đổ nó quý vị ạ. Cây nguyệt quế như này thì quý vị thử hỏi là quý vị có mấy cây. Một cái đường thuận như cái dòng suối thả xuống cái này. Đây đúng nghĩa là cây thác đổ quý vị nhá. Đường thân quý vị này như một cái dòng suối cuồn cuộn và chảy từ trên cao chảy xuống. Đây đúng nghĩa là cái thác đổ. Đây mới là thác đổ quý vị. Đẹp quá, đẹp quá. Mấy cây nguyệt này vô cùng. Mỗi cây một cái dáng vẻ. Nhưng mà đường thân của cây nguyệt này thì đúng là hiếm có, khó tìm. Nó hiếm thực sự luôn quý vị. Cây thác đổ, cây nguyệt thác đổ thì nó quá hiếm rồi. Quý vị cảm nhận được những cây nguyệt dáng siêu, dáng trực thì rất nhiều. Nhưng để mà tìm một cây nguyệt thác đổ đường thân nghệ thuật như này thì quả là hiếm. Thì một gia đình có 5 anh em chơi cây, vườn nào, anh nào, chú nào cũng chơi cây cực kỳ đẳng cấp. Mà mỗi khi nhắc tên thì đến một trong những thành viên trong gia đình thì ai ai cũng phải kính nể và lễ phục, và bên cạnh đó còn cảm phục cái tình yêu cây vô bờ bến của gia đình các chú các anh. Quý vị nhìn lại cái quang cảnh. Và Sa Đéc Huy sẽ chọn một cái dịp thích hợp nhất, khoảng đầu năm, tháng 2, tháng 3 thì lại trở lại để ghi hình cho quý vị những cái tác phẩm mai này và lúc nở hoa đẹp nhất. Thực sự là vào đây thì không muốn về quý vị ạ. Quên lối về rồi. Bởi vì đẹp, đẹp không thể tả xiết. Đấy, chơi không cần nhiều đâu quý vị. Chơi. Các anh chơi toàn những cái cây chất thôi. Mà không chơi nhiều. Những cây mai, cây nguyệt như này mà quý vị. Kính thưa quý vị, Bonsai Đéc Huy
vừa gửi tới quý vị một cái thước phim, một cái vườn cây giấc mộng bonsai tại thành phố Hải Dương, cực kỳ đẳng cấp và rất nhiều những cái cây đặc biệt quý của anh Vũ Tuấn Quả tại thành phố Hải Dương quý vị nhé. Và Sa Đéo Huy đến đây xin phép và tạm dừng video đây. Sa Đéo Huy xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.